Hello, xin kính chào toàn thể các anh em trở lại với video tiếp theo mình nha. Thì ở clip ngày hôm nay, mục tiêu chính của chúng ta là mình sẽ bỏ ra một ít kim cương mua cái dương Legendary 800 kim cương 2 Legendary nha. Mình sẽ mua cho anh em nhá, mua để mở cho anh em nha, được chưa nhỉ? Với lại một số bạn là cũng có yêu cầu là mua cái dương này đi. Ồ, rồi cái dương gì đây? 1.150.000 đồng mà lại được 6.200 kim cương này, 85.000 vàng này. Ôi rồi tắt thế. Mua pháo nha bạn nha. Ô tô này. Ok mình sẽ mua bạn ơi, 800 kim cương là mình sẽ bay mất 800 kim cương. Ồ rồi phí thế nhỉ. Thì mình đang có 4.305 kim cương, mình sẽ mua cái dương này còn 3.505 kim cương ạ. Mua nha anh em nhá. Ok. Chú bạn nhá. Nào ơi. Ngon chua nhỉ anh em ơi, anh em đoán con gì nào, con mới hay là con cũ? Ôi ôi đại hồn Dark Angel. Đây dương này 3.000 kim cương thì mình được 3.172 kim cương. Cái này là được cái dương này, bây giờ hiện tại là mình được có 172 kim cương các bạn nhá. Mình sẽ không mở đâu, ngu gì mà mở bạn. Mình còn cái này mình còn để lên kế hoạch cho hợp tác lần sau ạ, nên mình không mở nha. Mình sẽ dùng con lợn này để làm mồi và đương nhiên là mình sẽ không bao giờ mở vậy nha. Bao giờ cái thời thì tới rồi thì mình mới dùng con lợn này để làm mồi, còn bây giờ mình cứ để đây vậy nha. Kim cương thì mình vẫn thừa nên mình không phải lo. Ok, như vậy mình sẽ mở, đã mở là con đắc nha anh em nha, con đắc Angel đây. 4.000 xu mình sẽ nâng cấp anh em nha, level 2 luôn. À, ổn cho anh em ơi, VIP chưa. Ôi, mỗi lần chém mà cộng thêm 9 sát thương này, cộng thêm 21 máu nữa. Ok. Hay là mình chơi Jack của Dark Angel anh em nhờ. Jack 3 đi. Đánh nha lên đây tí anh em. Đây, phong cách hồi sinh. Hồi sinh. Ok, cái này các bạn phải vác viên thêm mana giúp mình nha. Viên thêm mana rất quan trọng các bạn. Bộ sở cụ kinh đấy. Đó, ok rồi chúng ta đánh nhá nha. Ok mấy bạn đánh xin rồi, mình sẽ xin cái khiên này. Có kim cương thì mua tặng, mua cái dương tặng các bạn clip để các bạn xem thôi mà đúng không? Nên có gì đâu mà phải hốt đúng không anh em? Ốt gì đã làm YouTube mày thì phải đầu tư cho anh em xem chứ đúng không, bảo cái giường ấy. Nhưng mà nếu mà nó ra con rồng thì đẹp bạn ạ, thì bọn mình 2/4 thì gần như là sắp ấy luôn mà sắp ra lên level 3 luôn. Cày đâu có 2 tháng nữa là lên rồi bạn, nhưng mà tiếc quá chưa ra được. Quá đẹp luôn ạ, phượng hoàng với tố lốc đây, quá đẹp luôn bạn ơi. Hóa xương nữa, mình sẽ để con hóa xương giờ này, hóa xương giờ này rất quan trọng đối với mình đấy. 5 mana rồi, phát hiện 5 mana rồi. Ok, mình sẽ phải đổi nha. Ok, thank you rất nhiều. Chỉ biết thổi về thôi bạn ơi, chưa biết làm gì bây giờ nữa. Ok, mình sẽ cố gắng chống đỡ nhận nhé. Hồi sinh thì quá đẹp rồi bạn ạ. Không thể bắn chết được nội sao man luôn. Ồ rồi. Vàm bài tiếp nha bạn nha, bởi vì nó cứ ra hồi sinh rồi bạn. Dark Angel tiếp. Rồi sao? Đối thủ khóc rồi. Không khóc đâu nhưng mà mình biết là nó gần khóc rồi bạn. Thôi, về cho con nha. Hóa xương. Feel my cut. Đó. Ok. Lại ra tiếp. Ồ rồi. Nhìn nó đẹp quá anh em ơi. Nhây tí. Ok, hóa xương đường trên nha bạn ơi. Đâu rồi? Chạy đâu nữa? Buồn thế. Mình đã hóa xương như thế rồi. Đẹp các bạn. Sập rồi, xương có chọc thành cũng sập các bạn.
ấy trong tánh sọc dòng còn chưa kịp khè luôn. Một trận trận này mình ao nhây quá anh em ạ, đúng ao kiểu ao nhây đối thủ luôn. Ok, gửi trận này vô cửa đàn anh em nhá, đúng kiểu phong cách ao bờ nhây luôn, ao bờ nhó. Ok, mình sẽ làm trận luôn anh em ạ. Muốn ho quá anh em ạ, ngứa họng rồi đấy. Ui, cấp 7 này khét chứ nhở, khét đấy, cấp 7 anh em ạ, khét đấy. Thôi thì ta tạm một Saman giết con đá nha, con Saman này mình tự tin là quá giết được con đá rồi nha bạn nhé. Nếu mà bạn ấy không ra một con nào hỗ trợ, cứ một mình con đá đánh thì con Saman này thừa sức ăn được con đấy nha anh em nhé. Ok đấy, như cái bạn này chẳng hạn đây đó, toàn có con hỗ trợ không à. Khôn thế nhở, các bạn yên tâm nhá, mình các bạn cứ yên tâm, mình tự tin phát này có hồi sinh, không có rồi. Hồi sinh rồi anh em ơi, chứ à, giờ con Dark Angel đây nha anh em nha. Đây. Đây đau thế, hồi sinh tiếp mà. Đấy, các bạn thấy gì chưa, hồi sinh mà nên không phải lo đâu, hồi sinh mình nó vẫn sống kìa. Ok, đã vậy thì để anh Đắc xử lý. À, mẹ khét tí nhá, láo thằng này, láo quá anh em ạ, láo thật đấy, anh giết luôn, láo nháo thật đấy, anh chưa làm gì chú mà chú dám như vậy với anh à. Này con Đắc to lên, ấy là Đắc không to nữa rồi, Đắc bị bất tử rồi đấy. Láo, láo thật, láo thật. Ôi trời ơi, thua nhục chứ nhở. Trông chờ vào đường dưới hóa xương nhá, mà trận này mẹ thua nhục rồi đấy, đừng có thua nhá. Dòng chấp tất nhá, máu thành mình còn trâu lắm anh em ạ. Ông này có thần chết, ông này mạnh lắm ạ, mạnh thần chết quá. Thôi về mình sợ lắm ạ, mình sợ con Phượng Hoàng nó to thêm một phát nữa nên mình không cho phép điều đó xảy ra mà nhá. Thừa tôi lốc vậy, tôi cứ thổi về đấy, ông làm gì cho tôi. Feel my cut nè, thôi đù gì đấy, vừa chạm vào ấy luôn ạ, gặp ông này đánh bướng đấy nhở. Cái pha mà mình có hồi sinh các bạn. Ồ thôi, ông đánh hay cực kỳ luôn đó. Cứ yên tâm, thổi về anh em, thổi về. Láo thật đấy, ông thích đánh nhau à, nào đánh nhau đây, anh gánh tem quá xương luôn anh em này. Láo, láo thật đấy, nào thích đánh nhau, lại đây, lại đây, lại đây nào, đánh nhau, lại đây đánh nhau nào, lại đây đánh nhau, đánh nhau nào, đánh nhau toát đầu chảy máu nào, nào lại đây, chơi hay chúng tôi là chơi hay không bằng tay hay đâu nhá, láo mẹ quá láo.
Lão ấy, lão toét à. Máu thành anh hơi bị trâu này đấy. Cấp 7 lão thật đây anh em ạ. Quá lão rồi, thằng này lão. Nó dám đánh mình. Mẹ nuôi Phượng Hoàng cay thật đấy. Ông mang hai tù lốc, ông này đánh mẹ quân hai bạn chơi phong cách thần chết. Ghi này, lão. Ghi lão luôn anh em ạ, lão sửa. Hỗn. Anh em xem nhá, cay cực kỳ luôn. Lão thật đấy, cũng may là mình có hóa xương anh em ạ, không phải đứt đấy. Ok, mình sẽ làm một tiếp một ván nữa anh em nhá. Lão quá thôi. Ồ thôi, hôm nay video nhiều trận hay. Ở cái video hôm qua các bạn xem không? Đấy, những bạn xem video hôm qua các bạn biết cũng có rất nhiều trận là hay lắm đúng không? Cực kỳ hay luôn đúng không? Đấy, vì đến video này cũng là hay luôn, cũng có rất nhiều trận hấp dẫn luôn đó. Ôi ôi, trận vừa nãy đúng là tăng thật bạn, hấp dẫn đấy. Nhưng mà mình thường mình hơn lợi thế về máu thành rồi, nên mình không lo mấy, mình cũng đã có hóa xương nữa. Anh em mặc kệ nha, để cho anh Storm anh đến gần gần tí. Ok các bạn, thả vampire đây. Thả vampire là quá đẹp rồi bạn. Anh cuốn hết vampire gánh tem. Ôi lỗi mà căng thế. Chết em rồi, chết em rồi. Hóa xương rồi đây. Ok, đừng đắc đâu. Chém, đúng rồi. Con đắc của anh mà to lên thì chú biết thế nào lễ độ nhá. Hồi sinh lại ra tiếp bạn. Ôi giời ơi, chuyện quá bình thường đối với anh. Hồi sinh lại ra chém tiếp. Anh à, khác thế nhỏ. Láo thật đấy. Láo với anh quá. À, rồng à. Nào, khoe rồng không? Ai là rồng to ấy nhở? Mẹ, nhưng mà được đấy. Nhưng mà anh xin lỗi chú là mẹ. Rồng, anh không phải dạng vừa đâu nhá. Anh lại thổi về đấy, chú làm gì đó anh. Khét đấy nhở. Hồi sinh tiếp bạn ơi. Quả này thì đánh nhau cho toát đầu chảy máu luôn. Khét đấy. Mẹ, chất đấy, khét đấy. Thoải mái bạn ơi, mình trông chờ vào hóa xương mà. Khét thế nhở. Khét đây anh em ạ. Vậy đùa đâu. Mọi anh em không phải lo. Mình tin mình ở đường trên kia mình có. Mình có ấy mà anh em. Mình có con hóa xương. Đó anh em nhìn thấy chưa. Pha lộn ngược ơi. Cái pha này mà pha lộn vòng rồi. Khét thế nhở. Láo thật đấy. Anh chưa làm gì chú mà chú dám đánh anh. Hồi về anh thiếu thì tố lốc anh để sinh ra để dùng mà chú ơi. Khổ quá, hóa xương vậy bạn ơi. Phiêu mài cờ đấy, anh hóa ăn Saman của anh rồi mà chú không đánh được. Láo à, ủng hộ kênh nhá bạn ơi. Láo thật đấy, win rồi anh em ạ. Đánh ngay đấy, khét đấy. Nhưng mà cũng chưa được đối với mình rồi. Hôm nay clip này hôm nay nhiều trận hay quá bạn ạ. 6 mana mình có Saman này, Dark này, không phải hóa xương là cực kỳ hay rồi. Phượng Hoàng Vampire. Gần như clip này gần như đánh gần như full legend bạn ạ. Có đúng con legend nào mình không mang á. À đâu, mình không còn nữa chứ. Như là Storm mình không có. Ở đây mình không có con số cu quen là chẳng hạn đấy. Cát 6 thì mình ở cát 5 mình không có holo này. 4 thì không có Storm đấy, thiếu 3 con nữa bạn. Ok, click vào mình hôm nay xin dừng tạm dừng tại đây nha.
vừa mở ra được hàn đã gọi lên đâm ra rất là vui anh em ạ, cộng thêm đánh hấp dẫn nữa. Ôi ôi hay cực kỳ luôn. Ok, cảm ơn bạn đã xem clip mình nha. Nếu bạn thấy clip mình hay cho mình một like, một subscribe cho mình nha. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn clip tiếp theo. Bye bye.